hôm nay dám mét cô đúng không? Tôi sẽ cho bạn biết tay. Công chúa, nay đi học có vui không con? Dạ vui. Vui thiệt không? Dạ thiệt. Thiệt mà sao mặt bí xị vậy? Cười lên cái coi. Giờ thay đồ đi, rồi ra ăn cơm với ba với dì nha. Dạ. Xấu rồi. Mẹ của con xấu. Dạ chị ơi, em có chuyện đột xuất á. Chị làm ơn chị hủy giấy giùm em nha. Dạ, chị hủy giùm em. Dạ. Chị thông cảm, xin lỗi chị. Mai! Mai! Sao con không vô lớp học? Thôi, đừng có buồn nữa. Chuyện đã qua rồi mà con. Bộ ở nhà con còn tấm hình nào khác hả? Dạ không. Tấm hình này đối với con mẹ là đẹp nhất rồi. Ừ. Đối với chú, tấm hình này mẹ con đúng là đẹp thiệt. Hay là cho chú mượn tấm hình này nha. Dạ. Để chú làm gì vậy? Chú mượn chú coi thôi. Ủa, hình như cái gì vậy? Tấm hình này... Ủa, tấm hình đâu rồi? Chú, tấm hình của con đâu? Ủa, đâu rồi? Để chú coi thử. À, nó đây rồi. Xém xíu mất. Trả cho con nè. Wow! Mẹ con đẹp lại rồi nè. Chú làm sao hay vậy? Chú có cái này nè, bóp ảo thuật đó. Bóp ảo thuật? Ừ. Tấm hình nào bị cũ, bị vẽ lem hay bị dơ gì đó, bỏ đây chú ảo thuật thành mới là liền. Thiệt không chú? Ủa không tin hả? Vậy để chú biến lại thành cũ. À, không đâu chú. Không được đâu chú. Ừ. Con cảm ơn chú nha. Chú giỏi quá à. Chú vừa biết đàn nè, rồi còn vừa biết làm ảo thuật nữa. Còn gì nữa không chú? Ừ. Hết rồi. Vậy hả chú? Chú có muốn con trả ơn gì không? Cái gì? Cái gì trả ơn? Bà cụ non quá bà ơi. Ba con dạy là người nào mà giúp mình thì mình phải biết cảm ơn, rồi sau đó phải trả ơn. Có khí chất, đúng là con gái của... Đúng là con gái của ba con. Tạm thời chú chưa cần. Coi như chú cho con nợ đó nha. Ừ, thôi chú, khi nào chú cần chú cứ nói con nha. Vậy bây giờ đi học ha, trễ giờ rồi. Dạ. Sao vậy? Có chuyện gì nữa hả? Nếu như tấm hình này bị mấy bạn vẽ lên nữa, vậy chú có biến ra lại được không? Ừ, chắc là không rồi. Chú có thể ảo thuật được một lần thôi. Nhưng mà nè, ba con không dạy con tự vệ hả? Sao để bạn con ăn hiếp hoài vậy? Ba con nói gây gỗ với bạn là không tốt. Có chuyện gì chỉ cần nói với cô giáo thôi. Rồi con thấy cách đó có hiệu quả không? Con không biết nữa. Được rồi, chú sẽ có cách giúp con chắc chắn hiệu quả. Thì con chú. Vào đêm khuya mơ màng, cha thấy con bật tiếng khóc chào đời, bàn tay bé xíu là ký ức chẳng thể nào quên, niềm hạnh phúc được nhìn con lớn khôn, ước trong mong một ngày con sẽ thành công. Biết cuộc sống có lúc khó khăn, con hiểu không? Cha đã cố cất hết muôn phiền, cả lời yêu thương. Vì ai cũng có những sai lầm, xin lỗi con yêu. Bên để cha ôm con một lần nữa, một điều cha khao khát là được thấy. Sao những cái thế tự vệ mà chú chỉ với con á, con thuộc chưa? Dạ con thuộc rồi. Chú thấy con giỏi không chú? Giỏi, con mà cái gì mà không giỏi. Hồi nãy giờ nó có mệt không? Dạ, khát nước không? Dạ có. Cha con uống sữa được không chú? Được. Đừng có đợi chú nha. Dạ. Đi mua sữa chú về liền. Dạ. Đừng đi đâu nha. Cha sẽ trở về. Một tình yêu to lớn đây là dành cho con. Ê, sao nó làm sao được tấm hình hay vậy? Chắc từ đây tôi mới. Đó không phải là chuyện của mấy người. Trả tấm hình cho tôi đây. Trả sao mà trả, tấm hình này tôi tịch thu. Tôi không nhận được nữa đâu á nha. Bây giờ có trả hay là không? Ừ, tất nhiên là không trả rồi. Rồi bạn làm gì tôi? Ê dạ. Ê sao đánh mắt tôi hả? Con này gan á nhỉ. Vô cho nó một trận. Nè nè, tôi có vợ đó nha. Trời ơi có vợ kìa. Vô cho nó một trận. Ây da, chạy. Mình đã nói là mình không muốn đánh nhau rồi mà. Mẹ ơi, mẹ lại bị dơ nữa rồi. Để Diễm Mai lau cho mẹ nha. Mẹ thấy Diễm Mai có giỏi không? Từ bây giờ Diễm Mai sẽ luôn luôn bảo vệ mẹ, không một ai dám ăn hiếp hai mẹ con mình đâu. Uống nước đi con. Cảm ơn chú. Mình về hả? Dạ. Nhưng mà nè, nhưng mà có chuyện này chú nghĩ là con có thể giúp chú được. Chuyện gì vậy chú? Con có thể cho chú xin tấm hình khác của mẹ con được không? À, còn nếu không được thì thôi, không sao. Được thôi chú, ngày mai con sẽ đưa cho chú tấm hình khác nha. Cảm ơn con nhiều. À, nhưng mà nhà chú ở đâu vậy? Nếu được, ngày mai mình hẹn chỗ cũ ha. Dạ. Thì bây giờ về thôi. Ok chú. Đi thôi. Hôm nay đi học có gì vui hả? Sao cười tủm tỉm hoài vậy? Kể cho ba với dì nghe đi, chứ nãy giờ thấy con cười hoài luôn á. Đời nay mấy bạn không dám ăn hiếp con nữa đâu. Trời, mấy bạn ngoan vậy? Ba mới đi gặp cô giáo có một lần à, mà không ai chọc ghẹo con nữa. Không phải đâu, mấy bạn vẫn đang tìm cách để chọc ghẹo con đó. Ủa? Làm sao? Ba chưa hiểu luôn á. À, ba biết rồi. Vậy là con nghe lời ba. Khi mà mấy bạn ăn hiếp con là con mét cô giáo đúng không? Con đã... Dạ đúng rồi, con đã nghe theo lời ba đó. Yeah, con gái giỏi quá à. Hai cho con hay quá à. Tí gì có bánh kem cho hai cho con nha. Được thưởng hả? Ừ. Ăn đi, ăn đi. Thôi, con no rồi. Ba với dì ăn nhé. Trời, công nhận hai cha con anh giống nhau thiệt luôn á. Cứ cười tủm tỉm hoài à. Em biết là hôm nay anh vui, mà công nhận anh may mắn lắm luôn nha. May mắn? May mắn chuyện gì? Thì có đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời mình. Cái này là em nói hoàn toàn chính xác luôn nè. Đúng là thật sự anh cảm giác là mình may mắn và hạnh phúc lắm luôn á. Mà em thấy á, càng lớn Diễm Mai càng giống anh á. Anh có thấy vậy không? Ăn đi, ăn đi. Trời ơi, công nhận con bé giỏi giỏi thiệt luôn anh. Anh mới chỉ nó đánh giỏi có mấy ngày hả? Chà, công nhận con bé nó vừa giỏi đánh đàn mà nó vừa đánh võ giỏi nữa. Trời đất ơi, em ra ngoài đường em nói nó là con của anh với là chị Phương, đảm bảo người ta tin liền. Dạ, em xin lỗi, em lỡ lời. Cái tật muốn nói gì nói, không bỏ được. Thấy không? Em ơi, tao sẽ đi gặp ba nó. Ôi trời ơi. Ủa, anh Tùng, anh còn nhớ số tiền 1 tỷ hả? Tao bỏ rồi. Nhưng tao muốn hỏi ba nó một số chuyện. Tao muốn biết mộ của Diễm Phương đang ở đâu. Cảm ơn cô nhiều, phiền cô quá. Không có gì đâu anh, chỉ là trách nhiệm của tôi thôi mà. Nếu không có việc gì nữa tôi xin phép về trước. Dạ, mời cô. Chào anh. Mai, tại sao con làm như vậy hả? Tại sao con lại đánh bạn? Đã vậy còn gạt ba nữa. Con biết làm vậy là sai không? Anh, có gì từ từ nói. Anh làm gì lớn tiếng quá vậy? Từ từ cái gì? Hả? Con nó gạt anh kìa. Hả? Nếu như ngày hôm nay á, cô giáo không tới bắn vốn á, con gạt ba tới khi nào hả Mai? Em thấy anh hơi nặng lời rồi đó. Mai, con đánh bạn là con cũng có sai rồi đó. Con bao xin lỗi ba anh Tiến đi. Nghe lời đi con, mình có lỗi là mình phải xin lỗi. Con đâu có lỗi, lỗi ở hai bạn kia. Con chỉ tự vệ thôi mà. Mai, dám trả lời gì Linh như vậy hả? Mai, Mai. Anh Bình. Rõ ràng là anh chú nói sẽ buông bỏ mà. Tại sao hôm nay còn tới quán nữa chứ? Đang giao hàng cho khách, gọi việc ngược việc xuôi à? Ai kiếm tôi đâu? Hả? Khem nào. Nhà có khách. Người khùng hả? Ai đâu? Con bé đâu? Trời ơi, chết rồi. Bé Mai, Mai à, con rớt xuống suối hả con ơi? Mai à con à, con sao cây cột? Ra đi con. Mai, vậy là ba con la con vì chuyện đó đó hả? Nếu như mẹ con còn sống, chắc chắn con sẽ không bị la đâu. Sao chú biết? Vì mẹ con là người hiểu lý lẽ mà. Vậy là chú biết mẹ con. Nhưng mà sao hôm bữa trước chú nói chú không biết? Tại... Hai đứa đấy nè, tự nhiên qua quán cà phê người ta làm gì? Nhiều chuyện đúng không? Tôi đâu có rảnh đâu qua bển chị không chú. Ủa? Mà qua uống cà phê không được hả? Sao anh chú vô lý quá vậy? Mà cũng nhờ vậy á mới đưa được con bé qua đây để bắt đền anh đó. Bắt đền tôi cái gì? Còn hỏi cái gì nữa? Ông chú suối đó, suối người ta đánh lộn, đánh lạo, hư cả một thế hệ của bé Mai hả? Ông có nghĩ cái trường hợp mà lỡ người ta lấy điện thoại ra livestream lại người ta mét của hiệu trưởng sao hả? Em đoán thôi. Nhưng mà nghe chú nói nè, con bỏ nhà đi là con sai. Thôi chú đưa con về. Về cái gì mà về? Con bé còn ngồi chưa ấm chỗ nữa mà anh đòi đuổi con bé về hả? Không có được. Anh có biết đây là nhà của ai không hả? Được rồi, mấy người muốn làm gì làm đi. Mà tôi nói nha, người ta tố cáo mấy người bắt cóc con nít là mấy người tự chịu á. Con tự nguyện đến đây mà, sao lại gọi là bắt cóc được? Đó. Hay quá Mai ơi, hay quá Mai ơi, anh nghe chưa? Mai nè, em có thích pizza không? Mình order về ăn nha. Dạ. Nhìn gì? Nhìn gì? Nhìn mi á. Order. Order gì vậy? Nãy giờ không nghe hả? Mi bị cái gì vậy? Nhỏ đang còn đi học mà tự nhiên giờ rủ đi gánh pizza. Bánh pizza đó. Tôi trả tiền cái gì? Không lẽ tôi trả? Chán thiệt. Mời người ta tới ăn bắt người khác trả tiền. Trời ơi là trời! Biết là hôm nay anh có hơi hụt hẫng, nhưng mà dù như thế nào thì anh cũng đừng có nặng lời với con như vậy chứ. Nó là con nít mà. Ý em nói á, anh là bọn cha bất tài vô dụng đúng không? Không giải quyết, không làm được gì hết, chút bọn gánh nặng lên đầu con gái anh chứ gì. Anh biết là em không có ý vậy mà sao anh nặng lời với em vậy? Diễm Mai ơi, từ chiều tới giờ con đi đâu vậy? Không biết có làm sao không nữa. Lỡ có ai bắt cóc nó không trời? Con ơi, nguy hiểm quá à. Em ơi, em đừng có than ngắn thở dài như vậy nữa. Anh chịu không có nổi em biết không? Vậy bây giờ mình phải làm cái gì anh? Phải đi tìm con bé chứ làm cái gì. Bằng mọi cách anh phải tìm cho bằng được Diễm Mai. Cho dù có phải lục tung cả cái thành phố này lên, anh cũng phải tìm cho được con bé. Nếu mà không tìm được con bé, anh không biết anh nói sao với Diễm Phương nữa. Anh Bình, anh Bình, nếu chẳng may em không qua khỏi. Không. Sao nó không qua khỏi? Bác sĩ hứa với anh rồi, sẽ cố gắng hết sức. Em biết sức khỏe của em. Em chỉ mong anh chăm sóc và lo lắng cho Diễm Mai là em mãn nguyện lắm. Rồi, anh biết rồi. Cái điều quan trọng ở đây là anh quan tâm, anh lo cho sức khỏe của em kìa. Đừng suy nghĩ nhiều nha. Anh sẽ chăm sóc tôi Diễm Mai. Anh hứa với em. Hứa với em. Phương ơi, Phương, 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 bác sĩ ơi, Phương. Bác sĩ ơi! Bác ơi! Phương ơi, tỉnh lại đi Phương. Phương tỉnh lại đi Phương. Phương ơi, tỉnh lại đi Phương. Phương, Phương ơi, Phương. Diễm Mai ạ, con ở đâu vậy hả Diễm Mai? Con về với ba đi. Ba biết ba sai rồi, ba có lỗi. Diễm Phương, anh có lỗi với hai mẹ con của em nhiều lắm. Anh phải đi tìm con bé. Anh phải đi tìm con bé. Anh chú, ăn một miếng đi. Không ăn. Thôi, ăn đi mà. Đây, em đút cho. Đã nói là không ăn rồi. Nể mặt chủ nhà một chút đi, nghe có khách kia. Ngon. Thì ngon. Để em để cho anh cho miếng khác nha. Đói quá. Đói quá Bì ơi. Hết rồi. Anh có biết tại sao á mà ăn hoài anh không lớn được không? Không. Tại vì anh vừa xấu ăn và vừa xấu nết á. Anh Trứng, ăn miếng của em đi. Thôi được rồi, cô ăn đi, tôi không ăn đâu. Ăn hả? Không ăn. Ừ. Không. Anh ơi. Sao em? Dễ luôn á. Chú với chị đang quen nhau à? Trời đất ơi, con nó bày bạ gì vậy? Con nít được nói vậy kia chưa? Người ta nghe nó cười đó. Còn cười nữa. Giải thích cho mấy hiểu đi. Nhưng không làm bây giờ. Hiểu làm cái gì? Bây giờ thì chưa, nhưng mà tương lai ai biết được, đúng không? Anh ơi, nhìn anh giống á, một nhân vật nào đó trong phim hoạt hình đó mẹ em không nhớ nữa. Ai? Hình như là Nobita. Đây là lần đầu cũng như lần cuối con bé bỏ nhà đi một lần nữa. Tao sẽ không đưa về đâu. Anh làm gì lớn tiếng quá vậy? Nhỏ tiếng giùm tôi được không? Nhưng mà nè, tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi, tôi không nợ nần gì anh cả. Anh làm ơn đừng làm phiền gia đình tôi nữa. Mở miệng là gia đình, gia đình. Tốt quá ha. Nếu mày là một người cha tốt, đâu để con bé bị ăn hiếp. Anh nói vậy làm sao? Chuyện đáng lý ra tao không xen vô đâu, nhưng vô tình tao gặp cảnh con bé bị ăn hiếp mà không phản kháng gì, cho nên tao chỉ giúp nó thôi. Vậy là chính anh là người dạy con bé đánh nhau hả? Không phải đánh nhau, cái đó gọi là tự vệ. Tôi nói cho anh biết, Diễm Mai là con của tôi và Diễm Phương. Với tư cách của một người cha, tôi cấm anh không được dạy con bé bạo lực như vậy. Mày thì hiểu gì về Diễm Phương? Nếu như cô ấy còn sống, cô ấy cũng sẽ làm như tao, không để con mình nhu nhược, hở một chút xíu là mét thầy mét cô. Được cái gì? Đúng. Tôi không hiểu gì về Diễm Phương cả. Còn anh đủ tư cách để nhắc tên Diễm Phương ở đây hả? Không cần phải nhìn nhau như vậy đâu. Mắc cười ha. Một người làm cô ấy đau khổ là hiểu cô ấy nhiều hơn. Mày... Được. Mày có thể cho tao biết mộ Diễm Phương ở đâu được không? Không. Anh làm ơn để cho Diễm Phương yên ổn giùm tôi đi. Mày lấy cái thá gì Mày lấy cái thá gì mà ngăn cản? Cái thá một người chồng. Vậy tôi nghĩ Diễm Phương cũng không muốn gặp anh đâu. Đúng là một người bạo lực. Con ăn đi. Dạ. Mai, Mai nè, con còn giận ba lắm hả? Ba xin lỗi nha. Ba xin lỗi. Ba hứa là ba sẽ không lớn tiếng, ba sẽ không la con nữa. Ba hứa là ba sẽ chăm sóc con tốt hơn. Ba sẽ không để một ai ăn hiếp con cả. Ba hứa. Nhưng mà nè, con cũng phải hứa với ba là con không được bỏ nhà đi nữa. Con không được qua lại, không được giao du với những người lạ, con biết không? Hứa với ba đi. Giỏi. Ba thương con nhiều lắm. À, con nhớ hứa với ba là con không được qua lại, không được nói chuyện là chú lúc nãy nữa nha. Tại sao vậy ba? À, tại vì chú đó không phải là người tốt. Mà ba thì ba muốn tất cả những gì tốt nhất với con. Ba không muốn con bị gì hết á. Con hiểu không? Ba thương con nhiều lắm. Ông chú, ngưng được rồi đó. Nãy giờ ông uống 3 bình 2 ly rồi. Thì sao mày? Ngồi xuống với tao. Xưa giờ em uống sữa không mà. Thì hôm nay uống rượu. Ngồi xuống mày. Ngồi thẳng dưới đất hay là ngồi chùm hổm? Tùy mày. Ở đây có nhiều đồ ăn lắm. Mày thích chọn nào mày ăn đi. Mày cứ lấy. Hay mày ăn 3 trứng vịt lộn đi. Dạ thôi, ăn 3 hộp đậu phộng được rồi. Tùy mày. Uống đi mày. Tao nói mày uống đi. Hả? Cồn hên quá. Ngồi xuống. Dạ. Ủa? Chị hả? Trời, bữa nay gọi em là chị luôn. Uống đi. Anh Tùng, anh đừng buồn giận nữa. Em thấy dù sao anh với con bé đó cũng đâu có liên hệ gì đâu. Mà em thấy anh đó nói đúng á. Anh hạn chế gặp cô bé đó đi. Bởi vì nếu hai người gặp nhau á cũng gây khó xử, mà không có giải quyết được gì hết trơn á. Thôi đừng uống nữa. Ủa sao bữa nay mày đặt ngồi nhậu với anh Tùng nữa ha? Chưa nhậu sao mày đòi dọn dẹp gì mày? Dẹp đâu. Chứ mày cầm gì đó? Cầm này gai mói đi tới lui ói hoài cũng mệt lắm. Ngủ mày. Sao ói sót miếng gao nữa? Thôi thôi bỏ xuống đi. Uống đi. Xịn quá rồi đại ca ơi. Uống đi. Khoan uống là em nói gì? Khoan uống không? Cho nó xuống nó bị nhận khó chịu quá. Giờ em nói đại ca nghe nè. Cuộc sống của mình là đàn ông, đúng không? Đầu đội trời chân đạp đất, đúng không? Bây giờ nó không chỉ mộ Diễm Phương ở đâu thì anh em mình tự tìm kiếm, đúng không? Mình điều tra là ra rồi. Bằng cách nào? Giờ em xỉn rồi, cái đầu em vừa ngu rồi, không suy nghĩ được gì hết. Dạ. Bây giờ bà gì? Bây giờ bà tỉnh táo nhất. Bà suy nghĩ cách kiếm mộ Diễm Phương giùm anh em tụi tôi đi. Rồi. 1 hai. Trời ơi, sao ối lần đầu tôi vậy cha nội? Vậy có thể mẹ của Diễm Mai mới chính là người yêu cũ của 2011, thì là 9 năm trước. Hôm bữa lúc anh chú đọc thông tin cho cha Thắng đăng ký chạy xe, con nói tên đầy đủ là Nguyễn Quang Tùng. À, dự án của anh chú đây rồi, có cả hình của anh chú nữa. Anh chú đi tù vào tháng 2 năm 2011. Sau khi anh chú đi tù thì bà cô kia mới về sống chung với anh chủ tiệm cà phê. Ít nhất cũng phải 9 tháng 10 ngày mà. Vậy có khi nào Diễm Mai là con của anh chú